Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con bắt đầu chấm cái bài tập về nhà hôm trước cô giao, đó là cái trang 33 của sách handout tài liệu bổ trợ 5. Tất cả các con mở ra đi. Chúng ta sẽ chấm bài tập số 4. Đề bài yêu cầu là đọc đoạn văn và điền các từ cho trước vào chỗ trống. Sau đó thì các con sẽ trả lời câu hỏi. Và cái kỹ thuật để làm bài này thì các con lưu ý là các con phải xem chỗ trống này cần loại từ gì, thì chúng ta sẽ lấy cái từ đấy bên trên để điền vào. Để chúng ta vào chỗ trống đầu tiên. Một lá thư gửi cho ông và bà. I'm holiday in Majorca with my friends. Vì sao cái ô trống thứ nhất lại cần từ in? Bởi vì trước cái từ in này nó là một từ chỉ về địa điểm. Và một cái từ chỉ địa điểm như này thì chắc chắn nó cần một cái giới từ in. Con đang đi nghỉ mát ở Majorca cùng với bạn bè. Vậy ô trống thứ nhất các con cần giới từ in nhé. Ô trống thứ hai. Được chưa? We arrived last Saturday. The first 2 days the weather. Các con sẽ gạch chân cho cô từ weather. Weather là thời tiết. Thời tiết như thế nào thì chỉ có một cái tính từ dùng để miêu tả thời tiết, đó chính là từ nice. Được chưa? Thời tiết rất là đẹp. So we did some sightseeing. Thời tiết không được đẹp lắm cho nên là chúng con đi ngắm cảnh thôi. Câu số 3, các con gạch chân từ photographs là ảnh. Ảnh thì phải đi với chụp. Chụp thì chúng ta phải dùng từ took. Được chưa? Đúng rồi, anh dấu về. Câu tiếp theo, các con gạch chân từ Wednesday. Vào ngày thứ tư trước một thứ trong tuần, các con phải điền giới từ on. Được chưa? Tiếp theo, gạch chân từ and và này nó nối cái động từ hai và một cái động từ khác. Vậy chỗ này nó cần động từ. Được chưa nào? Còn vào ngày thứ tư thì chúng con đã thuê một cái ô tô và lái về vùng nông thôn. Vậy cái ô trống này con điền động từ drove. We stop for lunch. Chúng con dừng lại để ăn trưa. Chỗ này chưa có động từ cho nên các con cần điền cái động từ. Ô trống này con sẽ điền động từ stop. Tiếp. Câu số 7, các con gạch chân chữ in the. In the nếu mà chỉ buổi trong ngày thì các con chỉ có thể điền được từ afternoon vì trong này chỉ có mỗi afternoon chỉ buổi. Câu số 8. Last night we went to. Hôm qua chúng con đã đến. Đến ở đây chắc chắn sau từ went to là một cái địa điểm và địa điểm này chưa có. Nó là địa điểm chung chung thôi. Đến một cái sàn nhảy disco, vậy ở đây nó cần mạo từ ơ. Được chưa? Tiếp tục. We didn't get back. Còn còn cái động từ get thôi. Sau get sau didn't sẽ phải phải là một động từ để ở dạng nguyên thể. Chúng con không quay về cho đến tận 4 giờ sáng, nghĩa là 4 giờ sáng mới về. Sau đó thì chúng con dậy rất muộn vào buổi sáng, còn đúng trạng từ late. Được chưa? Xong chưa? Như vậy ô trống thứ nhất các con sẽ điền từ in, ô trống thứ hai điền từ nice, ô trống thứ ba điền từ took, số 4 điền từ on, số 5 điền từ drove, 6 là stopped, 7 là afternoon, 8 là ơ và 9 là 8 là ơ, 9 là get và 10 là late. Xong chưa? Vậy đây là một câu chuyện mà cái bạn này bạn ấy kể cho ông bà nghe về cái việc đi nghỉ mát của bạn ấy ở Majorca. Bài tập tiếp theo là các con sẽ trả lời câu hỏi. Muốn trả lời được câu hỏi, các con phải xác định xem câu hỏi đó hỏi cái gì. Câu thứ nhất hỏi where là ở đâu. Được chưa? Vậy hỏi ai? Hỏi anh ấy. Vậy hỏi anh ấy thì sẽ phải trả lời bằng anh ấy. Anh ta đi đâu thứ bảy tuần trước? Chắc chắn là anh ta đến Majorca rồi. Cô sẽ dùng đúng từ he trong câu hỏi để trả lời. He went to Majorca. Câu 1 đúng. Câu số 2, who? Anh ta đi cùng với ai? Chủ ngữ vẫn là he, vậy cô vẫn dùng từ he để hỏi để trả lời. Anh ta đi cùng với bạn, đúng không? Vì ta nhìn thấy trên này có từ with my friends, nhưng lúc này không dùng từ my nữa. Bởi vì anh ta nói là my, nhưng khi cô trả về ai trả lời với anh ý thì cô lại phải phải dùng từ his. Vậy đáp án câu này là he went with his friends. Được chưa? He went with his friends. Câu số 3, what was the weather? Thời tiết như thế nào vào 2 ngày đầu tiên? Bây giờ ta xem đọc trên bài đọc xem thời tiết như thế nào. On the first 2 days the weather wasn't very nice. Đấy, it wasn't very nice. Hoặc bạn nào trả lời là the weather wasn't very nice đều có điểm nhá.
Câu số 4, what did they do on Wednesday? Họ làm gì vào ngày thứ tư? Nhìn lên bài đọc xem họ làm gì. Hired a car and drove into the country. Ok chưa? Đây chính là đáp án. They hired a car. Bạn nào mà dùng từ we trong câu này là sai nhé. Đáp án phải là they hired a car and drove out into the country. Được chưa? Chấm điểm đúng. Câu tiếp theo là câu số 5, what time did they come back? Họ về lúc mấy giờ? Nhìn lên trên này xem họ về lúc mấy giờ. Trên này nó không nói là họ về lúc mấy giờ, họ chỉ nói là họ không quay về cho đến tận 4 giờ sáng. Có nghĩa là 4 giờ sáng họ mới về đến nơi. Được chưa? They came. Cô dùng đúng động từ trong câu hỏi nhưng cô không dùng come nữa, vì đây là quá khứ, cô chuyển come thành came. Được chưa? They came back at 4 a.m. Câu số 6, what did they do today? Họ làm gì ngày hôm nay? Ngày hôm nay họ làm gì? Decided to have a relaxing day by the hotel swimming pool. Vì về muộn cho nên là dậy rất là muộn vào buổi sáng và quyết định là thư giãn tại bể bơi của khách sạn. Đấy. They decided to have a relaxing day by the hotel swimming pool. Như vậy bài này, tổng điểm của bài này có tất cả là 10 chỗ trống cộng với 6. Như vậy tổng của bài này con sẽ chấm điểm bao nhiêu trên 16? Chấm điểm bao nhiêu trên 16 cho cô? Và sau đó chụp ảnh gửi lên nhóm. Xong chưa? Xong rồi thì các con tiếp tục mở cho cô sách bài tập tiếng Anh lớp 5 và cô sẽ hướng dẫn luôn sách bài tập tiếng Anh lớp 5. Ok nhé. Các con nhìn kỹ sách bài tập tiếng Anh lớp 5 này. Nào bắt đầu lấy sách bài tập ra đi. Sách bài tập tiếng Anh lớp 5 của các con hôm trước cô là cô đã dạy xong hết unit 14. Unit 14 là nói về là what happened in the story. Được chưa? Thì phần A